Bạn đang nghe từ Phonos. Bản ngã, thấu hiểu và tan biến. Hành trình khám phá bản thân, thực tại và hạnh phúc. Tác giả, tiến sĩ, bác sĩ tâm thần David R. Hawkins. Người dịch, My Nguyễn. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books. Gloria in excelsis Deo, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lưu ý, những tham khảo về bản đồ ý thức và khái niệm hiệu chỉnh được giải thích cụ thể trong cuốn sách Power vs. Force, trường năng lượng và những nhân tố quyết định tinh thần và sức khỏe con người của tiến sĩ Hawking, Hay House, xuất bản năm 2002. Lời nói đầu. Mọi sự sống trên trái đất đều phản ánh quá trình tiến hóa của ý thức, từ những vi khuẩn đơn giản đến sự giác ngộ bậc cao của các nhà hiền triết vĩ đại. Scott Jeffrey đã hoàn thành một nhiệm vụ to lớn là vạch ra những mốc quan trọng xuyên suốt hành trình tiến hóa. Đó là những lựa chọn đầy cảm hứng, tập hợp những bước chuyển đổi mang tính đột phá, thúc đẩy tiến trình dẫn đến giác ngộ. Việc nắm bắt hoàn toàn được một trong số những bước ngoặt này sẽ chiếu sáng tất cả những phần còn lại. Đây sẽ là cuộc hành trình vĩ đại dẫn dắt độc giả từ những điều tưởng chừng quá đỗi tầm thường đến nhận biết hào quang của đấng sáng tạo. Theo tiến sĩ David R. Hawkins, phần giới thiệu. Thế hệ sinh viên thần học hiện tại bị tấn công bởi quá nhiều thông tin và hoạt động, dẫn đến tiêu tốn thời gian và sự chú ý. Cuốn sách là tập hợp những bài viết về bản chất của bản ngã, tâm trí và ý thức, được chọn lọc từ các bài giảng và chia sẻ của tiến sĩ David R. Hawkins, được thiết kế hướng tới những người nghiêm túc tìm kiếm, cũng như các lớp sinh viên mà ông giảng dạy. Đây sẽ là người bạn đồng hành nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và chiếm ít chỗ trên tủ đầu giường của bạn. Cho dù đang ở bàn làm việc, xếp hàng chờ đợi ở ngân hàng, nhâm nhi cà phê trong quán, đi bộ đường dài trong rừng hay chỉ nằm trên giường, bản ngã, thấu hiểu và tan biến sẽ mang đến cho bạn những suy ngẫm về sự thật. Những trích dẫn truyền cảm hứng cho sinh viên tìm hiểu và suy ngẫm khi đang di chuyển được chọn lọc kỳ công từ tất cả các tác phẩm quan trọng của tiến sĩ Hawkins, bao gồm Power vs. Force, Trường Năng Lượng và Những Nhân Tố Quyết Định Tinh Thần và Sức Khỏe Con Người, The Eye of the Eye, tạm dịch, Con Mắt của Cái Tôi, I, Reality and Subjectivity, tạm dịch, Tôi, Thực Tại và Chủ Quan, Truth vs. Falsehood, tạm dịch,
sự thật và sự giả dối. Transcending the levels of consciousness. Tạm dịch, vượt qua các cấp độ của ý thức. Discovery of the presence of God and reality, spirituality and modern man. Tạm dịch, khám phá về sự hiện diện của Thượng Đế và thực tại, tâm linh và con người hiện đại, cũng như từ nhiều tác phẩm đã xuất bản và chưa xuất bản khác. Những lựa chọn này được lấy trực tiếp từ các nguồn kể trên, thực hiện một số thay đổi nhỏ ở những phần thích hợp và được phân loại theo chủ đề để thuận tiện cho độc giả với rất nhiều sự trùng lặp giữa các phần. Cấu trúc này giúp độc giả dễ dàng lựa chọn bắt đầu đọc hoặc nghe từ bất kỳ phần nào mình cảm thấy hứng thú, hoặc đơn giản là có thể chuyển nội dung ngẫu nhiên. Nếu nhận thấy bất kỳ thuật ngữ nào không quen thuộc, vui lòng tham khảo bản chú giải ở phần cuối cuốn sách. Cách tiếp cận với sự phát triển tâm linh mà tiến sĩ Hawkins giải thích không phải là việc đi đến đâu đó, vì không có nơi nào để đến cả. Thay vào đó, bạn được hướng dẫn để vượt qua cái tôi của mình và gạt bỏ mọi ảo tưởng để sự thật được phơi bày. Như ông giải thích trong nhiều bài nói chuyện của mình, mặt trời luôn chiếu sáng, bạn chỉ cần loại bỏ những đám mây. Những bài giảng của tiến sĩ Hawkins so sánh bản ngã, tâm trí như một ngôi nhà có kết cấu phức tạp được tạo nên từ những tấm gương. Là một giáo viên giỏi và một nhà thần bí, ông hướng dẫn ta thoát khỏi những sai lệch và ngụy biện về tri giác để đến với ánh sáng của ý thức. Những lời dạy của ông đại diện cho một ngọn hải đăng chân lý, chỉ dẫn cho bất kỳ ai khao khát tâm linh đạt được mức độ ý thức cao hơn. Bạn sẽ nhận thấy tiến sĩ Hawkins làm sáng tỏ ảo tưởng về tính hai mặt, cảm giác tách biệt giữa cái này khi quan sát cái kia, và bản chất thực sự của tính chủ quan, thực tại và sự thật với độ chính xác vượt trội trong văn học tâm linh. Ông đem tặng cho những sinh viên tâm huyết nét đẹp của sự thuần khiết và sự hướng dẫn tâm linh, chắt lọc những chủ đề khó hiểu đối với tư duy phương Tây. Những lời dạy của tiến sĩ Hawkins không hướng đến những người nhút nhát về mặt tâm linh, tức là những người quan tâm nhiều hơn đến việc cung cấp năng lượng cho các hệ thống tín ngưỡng, xác nhận ý tưởng và tuân thủ một cách mù quáng vào giáo lý. Đối với những cá nhân chân thành tìm kiếm ý nghĩa và sự hiểu biết lớn hơn, và cuối cùng là đạt tới sự tự nhận thức, các bài viết được chọn lọc và cắt ghép dành cho họ. Khi vượt qua ảo tưởng về cái tôi nhỏ bé, ta nhận ra bản thể lớn hơn, hay chính là thực tại tối hậu mà từ đó ý thức nảy sinh, ngoài lời nói hay khái niệm. Phần đầu tiên của cuốn sách khám phá bản chất thực sự của cái tôi nhỏ bé, bản ngã và tâm trí. Các phần sau hướng độc giả vượt qua cái tôi nhỏ bé đó và trải nghiệm sự hiện diện của thiên tính và sự giác ngộ. Nhiều chủ đề và khái niệm được đề cập nhiều lần trong cuốn sách này, giống như trong các bài viết quan trọng khác của tiến sĩ Hawkins. Điều này được thực hiện một cách có chủ đích. Như tiến sĩ Hawkins giải thích rằng, ta học được các nguyên tắc phi tuyến thông qua việc lặp đi lặp lại thay vì hiểu theo trình tự tuyến tính. Sự nắm bắt nằm ở việc đọc hoặc nghe, đọc lại hoặc nghe lại, và suy ngẫm ý nghĩa đằng sau từ ngữ mà người khác muốn truyền tải. Cuối cùng, việc giảng dạy trở thành một phần bản chất của sinh viên, một thực tại chủ quan mang tính trải nghiệm. Khi đó, ngôn từ trở nên không cần thiết. Mong rằng hành trình tâm linh của bạn sẽ dẫn bạn đến sự thật lớn hơn. Phần 1. Bản thể, bản ngã, tâm trí.
trình vượt thoát để đến được các cấp độ cao nhất của sự giác ngộ, là tiến trình buông bỏ sự đồng hóa của bản thể cá nhân. Niềm tin vào một cái tôi hay tôi, một bộ xử lý trung tâm sở hữu cơ thể, tâm trí và cảm xúc của riêng nó, là một cản trở đối với việc nhận thức bản chất thực sự của một người. Tiến sĩ Hawkins giải thích rằng bản thể, sự kết hợp của bản ngã và tâm trí, cho rằng có một cá thể nhân quả riêng tư, tách biệt bên trong, ví dụ như người thực hiện các hành động, người suy nghĩ các ý nghĩ và người đưa ra các quyết định. Chúng ta bắt đầu bằng cách khám phá bản chất của bản ngã và tâm trí, cảm nhận về một bản thể cá nhân. Từ đó, có sự chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình vượt thoát sự đồng hóa sai lệch này. Chương 1. Bản chất của bản ngã. Hawkins miêu tả bản ngã như một kẻ giật dây tưởng tượng đứng sau suy nghĩ và hành động. Chính hệ thống thói quen tư duy thâm căn cố đế này được gia cố thêm bởi sự đồng thuận của xã hội và việc lặp lại một cách không chủ đích, tạo nên thứ cảm giác ảo tưởng về một cái tôi cá nhân. Mục đích chính của tâm linh là vượt lên bộ xử lý trung tâm, được tin là thiết yếu cho sự sinh tồn. Thấu hiểu bản chất của bản ngã, làm sáng tỏ sâu sắc cách nó vận hành sao cho chúng ta có thể thu lại giá trị đang được phóng chiếu lên nó một cách ngây thơ, và từ đó cho phép tiến trình tâm linh được mở ra. Sự phát triển của ý thức được thúc đẩy bởi nhận thức về bản chất luôn biến đổi của bản ngã và cấu trúc của nó. Nhận thức là một quá trình tiếp diễn. Tiến trình tâm linh được thúc đẩy bởi sự thấu hiểu bản chất chân thực của bản ngã. Nó không phải một kẻ thù để bạn tấn công hay đánh bại, hay một kẻ xấu xa cần bị chế ngự. Đơn giản là nó tan biến khi có sự thấu cảm. Trong thuật ngữ tâm linh, bản ngã ám chỉ một phẩm chất tiêu cực, một chướng ngại cản trở nhận thức bởi cấu trúc nhị nguyên, nghĩa là hai mặt tuyến tính của nó. Tuy nhiên, trong tâm lý học, nó biểu hiện những kỹ năng thích ứng và sinh tồn cần thiết để đối diện với thế giới. Thế giới của bản ngã giống như một nhà làm bằng kính, nơi bản ngã lang thang một cách vô định và mơ hồ, đuổi theo những hình ảnh phản chiếu qua các tấm gương. Đặc trưng của cuộc đời con người là những chuỗi thử nghiệm và sai lầm không hồi kết trong khi cố gắng trốn chạy khỏi mê cung. Có những lúc, đối với rất nhiều người và có thể với hầu hết mọi người, thế giới của những tấm gương trở thành một ngôi nhà kinh hoàng, nơi mọi thứ chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Lối thoát duy nhất khỏi vòng lầm lạc luẩn quẩn này là thông qua sự theo đuổi sự thật tâm linh. Do bản ngã hình thành bởi những định vị, phân cấp, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài là chính nó. Do đó, nó trở thành căn nguyên không tránh khỏi của vô vàn những khổ đau và mất mát. Trên hết, nó sợ hãi chính cả tương lai và bóng ma của cái chết, những điều vốn là một phần cấu trúc của bản ngã. Bản ngã không phải một kẻ thù mà ta phải đánh bại, mà nó chỉ đơn thuần là một tổ hợp những thói quen không được kiểm nghiệm của nhận thức. Bản ngã có thể được ví như một hệ thống thói quen tư duy thâm căn cố đế, là kết quả của sự hợp nhất những trường năng lượng vô hình chi phối tâm thức nhân loại. Nó được củng cố thêm bởi tính lặp lại và sự đồng thuận của xã hội. Chính bản thân ngôn ngữ cũng góp phần gia tăng điều này. Suy nghĩ bằng ngôn ngữ là một dạng tự lập trình. Cách dùng đại từ tôi để chỉ một chủ thể và dẫn theo đó căn nguyên bao hàm của mọi hành động là sai lầm nghiêm trọng nhất, và nó tự động tạo ra sự hai mặt
giữa chủ thể và khách thể. Bản ngã là một thứ không tồn tại. Nó chỉ đơn thuần là một ảo tưởng. Bản ngã được tạo thành bởi một tổ hợp các quan điểm độc đoán từ quá trình xử lý của tâm trí và vận hành dựa vào cảm xúc và cảm giác. Những ham muốn này đại diện cho những ràng buộc mà Đức Phật vẫn nói đến như sợi dây trói buộc của khổ đau. Với sự khiêm nhường tuyệt đối, bản ngã sẽ tan biến. Nó là tập hợp của những quá trình xử lý độc đoán của tâm trí, gia tốc chỉ bởi sự phù phiếm và thói quen. Nếu một người buông bỏ sự phù phiếm trong suy nghĩ, nó sẽ tan biến. Mọi sự suy tư đều là phù phiếm, mọi quan điểm đều là phù phiếm. Niềm vui thú đến từ tính phù phiếm chính là nền tảng của bản ngã. Hãy tháo bỏ nó và bản ngã sụp đổ. Bản ngã không xấu và cũng không phải là kẻ thù. Nó chỉ là một ảo tưởng cần được giải phóng để những điều tốt đẹp hơn nhiều có thể thế chỗ. Bản ngã là kẻ giật dây tưởng tượng đứng sau suy nghĩ và hành động. Sự tồn tại của nó được tin chắc là cần thiết và thiết yếu cho sự sinh tồn. Niềm tin đó bắt nguồn từ lý do phẩm chất chính yếu của bản ngã là nhận thức. Và do đó, nó bị giới hạn bởi hình mẫu của những giả tưởng về quy luật nhân quả. Bản ngã sợ hãi sẽ tan biến, và vì thế nó kháng cự việc từ bỏ ảo tưởng về một sự tồn tại riêng biệt ở ngay đây và bây giờ trong tưởng tượng. Nó sợ bị tan biến thành hư không và kéo theo đó sự chấm dứt của nhận thức tỉnh táo. Với sự giám nghiệm, mọi thứ dần trở nên rõ ràng rằng thực tại của một người không phải là một ai đó, mà thay vào đó là một tổng thể yêu thương mãnh liệt, đều được nhận ra và biết đến như một cảm giác gần gũi, dễ chịu và trọn vẹn hơn cảm giác về cái tôi trước đó. Bản ngã có thể được gọi là trung tâm xử lý và lên kế hoạch, một trọng điểm mang tính tích hợp, điều hành, lên chiến thuật và sách lược, có nhiệm vụ điều phối, đối phó, phân loại, lưu trữ và thu hồi. Khi chúng ta ngày càng tiến gần với phát hiện nguồn gốc sự gan lì của bản ngã, chúng ta bắt gặp một khám phá then chốt tuyệt diệu rằng chúng ta say mê chính bản thân mình. Bản ngã âm thầm yêu thích và bám lấy vị trí nạn nhân và lôi kéo một niềm vui thích méo mó vào sự bào chữa kiên cố từ nỗi đau và sự khốn khổ. Một cơ chế bản ngã sử dụng để bảo vệ chính nó là chối bỏ những dữ kiện đau thương và phóng chiếu chúng lên thế giới và những người khác. Bản ngã vô cùng bền bỉ và do đó thường có vẻ cần những điều kiện khắc nghiệt để buộc nó buông tha một vị trí. Nó thường lấy trải nghiệm chọn lọc của hàng triệu người trong suốt nhiều thế kỷ để học hỏi, thậm chí cả những điều có vẻ như một sự thật đơn giản và hiển nhiên, ví dụ như hòa bình tốt hơn chiến tranh hay tình yêu tốt hơn là thù hận. Mặc dù mức tới hạn của sự toàn vẹn, mức 200 trên bản đồ ý thức, chính là bậc thềm cho sự phát triển tâm linh, có thể thấy rằng điều này khó lòng đạt được do cấu trúc của bản ngã. Bản ngã có thứ sức mạnh chỉ có thể bị khuất phục bởi sức mạnh tâm linh. Bản ngã có những phương thức quen thuộc để xác định nhận thức. Chúng phải được xác định trước khi bị phá bỏ. Một người cần phải từ bỏ cảm giác tội lỗi về việc sở hữu bản ngã. Quan trọng hơn cả bản chất của bản ngã là vấn đề về sự đồng hóa với bản ngã, là tôi, cái tôi hoặc bản thân tôi. Bản ngã được thừa hưởng như là nó, và thực chất là một nó rất khách quan. Vấn đề chỉ nổi lên khi một người cá nhân hóa và đồng hóa với nó. Phần nó của cấu trúc bản ngã không hề độc nhất hay riêng biệt, mà nó tương đối giống nhau, với những biến thể mang tính nghiệp quả ở tất cả mọi người. Điều thực sự khác biệt ở các cá nhân là mức độ bị cầm tù bởi chương trình của bản ngã. Theo đó, mức độ thao túng được định hình bởi mức độ một người đồng hóa với nó.
Thực chất, bản ngã vốn không có quyền lực và sức mạnh suy giảm các lập trình của bản ngã tăng theo cấp số nhân với sự phát triển tâm linh của người đó. Đó là ý nghĩa thật sự của bản đồ ý thức. Những gì đa số mọi người nghĩ là sự thật, thực chất chỉ là những quan điểm. Từ một bối cảnh rộng lớn hơn, chúng ta có thể xem bản ngã không xấu xa, mà chủ yếu là một con vật tư lợi. Nếu bản thể động vật không được thấu hiểu và chấp nhận, sức ảnh hưởng của nó không thể bị xóa mờ. Ngạc nhiên thay, sức khống chế của bản ngã bị làm yếu đi bởi sự chấp nhận, hiểu biết và thấu cảm. Ngược lại, nó được củng cố bởi hành vi tự trách, lên án, nỗi sợ và sự tủi hổ. Sự cám dỗ bắt nguồn từ bên trong. Nó chỉ đơn thuần là khao khát được trải nghiệm lợi ích của bản ngã và thỏa mãn đến từ sự thôi thúc, dù cho đó chỉ là sự hiếu kỳ hay một ham muốn. Bản ngã của con người thích ra vẻ rằng cái xấu đang tồn tại ngoài kia và dụ dỗ bản thể thiếu may mắn, ngây thơ của mình vô tình rơi vào cái bẫy của sự cám dỗ. Kẻ xúi dục thật sự là khao khát giành lấy, do đó là sự giật gân, sự kích thích, lợi ích, thanh thế hay niềm vui được kiểm soát những kẻ khác. Nguồn gốc tâm lý của những điều có vẻ xấu xa chủ yếu là tính trẻ con dại khờ từ bản năng động vật nguyên thủy của bản ngã ấu trĩ, thứ thường nổi xung mỗi khi những thôi thúc của nó bị ngăn cản bởi những quyền lực bên ngoài. Những cơn thịnh nộ mang tính chống đối hoặc cuộc nổi loạn tự luyến biểu thị đặc điểm của tội phạm, trẻ vị thành niên phạm pháp, kẻ gây chiến và những nhà luân lý học khắt khe. Tất cả họ đều không khác gì nhau. Có một điều luôn cần ghi nhớ rằng, điều bản ngã hay tâm trí trải nghiệm không phải cuộc sống mà chỉ là nhận thức của chính nó về cuộc sống. Bản ngã không phải con người thật của bạn. Nó được thừa hưởng như một phần của việc sinh ra là một con người. Về cơ bản, nó xuất phát từ thế giới động vật và sự tiến hóa ý thức xảy ra qua các giai đoạn nguyên thủy của sự tiến hóa của loài người. Nên tìm kiếm sự khai ngộ có thể được cho là sự tóm lược lịch sử tiến hóa nhân loại. Bản ngã là một hệ thống các lập trình nơi lý trí vận hành thông qua các chuỗi thuật toán đa tầng phức tạp, nơi ý nghĩ tuân theo một số cây quyết định được cân nhắc khác nhau dựa trên trải nghiệm quá khứ, tư tưởng được giáo dục và cơ cấu xã hội. Do đó, nó không phải một trạng thái tự tạo lập. Thôi thúc bản năng gắn liền với những lập trình này, từ đó kích hoạt các tiến trình sinh lý. Bản ngã có được niềm vui thú và thỏa mãn bệnh hoạn từ sự đau khổ ở nhiều cấp bậc của việc thiếu tính nhất quán. Tự kiêu, giận dữ, ham muốn, tội lỗi, xấu hổ và sầu khổ. Niềm vui bí mật đến từ khổ đau có tính gây nghiện. Rất nhiều người dành cả cuộc đời đi theo nó và khích lệ những người khác cùng hành động như mình. Để dừng cơ chế này lại, niềm vui của sự đánh đổi phải bị định danh và giao trả một cách tự nguyện cho Thượng Đế. Hỏi: các lập trình của bản ngã không tiếp diễn nếu chúng không mang lại sự dễ chịu âm thầm? Đáp: đó là bí mật của các bí mật. Phần thưởng là cảm giác vui thích và thỏa mãn. Để tồn tại, bản ngã đã học cách trở nên vô cùng thông minh. Nó có khả năng không chừa một giới hạn hay thủ đoạn tự lừa dối và ngụy trang nào. Thế giới như ta vẫn đang thấy chỉ đơn thuần là màn kịch được trình diễn bởi các bản ngã tập thể trên sân khấu dựa trên nhận thức của hình thái và thời gian. Những sự thỏa mãn của bản ngã còn mang lại sự vui thích và gây nghiện hơn cả việc bảo tồn mạng sống, huống chi là phẩm giá. Bằng cách gắn kết với sự trung thực nội tại, một điều dần trở nên hiển nhiên. Cốt lõi cho phản ứng của bản ngã là niềm vui thích xuất phát từ chính chúng. Khi đó, có sự thỏa mãn bên trong. Đó là kết quả của sự than thân trách phận, giận dữ, điên khùng, oán giận, tự kiêu, tội lỗi, xấu hổ, v.v.
Niềm vui thích bên trong này kích thích và lan truyền tất cả những cảm xúc này. Để đảo ngược ảnh hưởng của chúng, cần phải có sự đồng thuận để vượt qua và từ bỏ những niềm vui thích thầm kín. Phải cân nhắc này cho Thượng Đế và chỉ hướng tới Thượng Đế để tìm kiếm niềm vui, sự hài lòng và hạnh phúc. Để đảo ngược bản ngã, ta cần sẵn sàng từ bỏ trò chơi mang lại phần thưởng này với tất cả những cảm xúc choáng ngợp và những thông tin, câu chuyện tái diễn không ngừng nhằm biện hộ cho vị thế của nó. Ta sẽ để ý rằng bản ngã phát kiệt mọi lỗi lầm và không gì khiến nó vui sướng hơn là đắm chìm vào những sự phẫn nộ chính đáng. Nó vô cùng yêu thích vị trí ngọt ngào mang lại phần thưởng thật to lớn này. Cơn nghiện và sự tồn tại của bản ngã dựa trên sự vui thích bí mật đối với những điều tiêu cực, thứ không thể bị loại bỏ trừ khi có sự nhận biết, định danh và chấp nhận mà không có cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ. Ta phải thấy rằng đây chỉ là cách bản ngã, thứ tất cả mọi người đều thừa hưởng, vận hành và nhận ra rằng đây không hề là một vấn đề cá nhân. Đối với bản ngã, từ bỏ động lực tự thưởng được xem là một sự mất mát. Bản ngã không tin vào Thượng Đế và từ đó nghĩ rằng nó chỉ có thể dựa vào bản thân để nuôi dưỡng, sinh tồn và có được niềm vui. Bản ngã có niềm tin vào cơ chế của chính nó chứ không phải Thượng Đế. Không nên đổ lỗi cho nó vì niềm tin sai lầm này, bởi nó không có nền tảng trải nghiệm nào để so sánh. Cách duy nhất để thoát khỏi điều này là tin vào việc sẽ có một phương thức tốt hơn. Nó nghe đến một sự thật tâm linh và bắt đầu kiếm tìm khi tâm trí trở nên vỡ mộng khỏi những ảo tưởng và thất bại trong việc đạt được hạnh phúc. Cuối cùng, nó cũng nhận ra sự thỏa mãn nghiệt ngã, bòn rút từ nỗi đau là phương thức thay thế tồi tệ cho những niềm vui. Đối với bản ngã, lợi ích nằm ở bên ngoài. Đối với linh hồn, lợi ích đến từ bên trong. Bởi những niềm vui vĩnh hằng của sự tồn tại là độc lập với nội dung hoặc hình thái. Đối với linh hồn, một ngày nắng hay một ngày mưa đều như nhau. Ý thức tận hưởng chất lượng hơn là bám chắc vào hình thái. Do đó, nó có thể tận hưởng việc ở cạnh mà không cần sở hữu hay kiểm soát. Ý thức không bị thúc đẩy bởi mục tiêu, mà thay vào đó trân trọng khả năng tìm thấy niềm vui bình đẳng ở mọi tình huống. Sự cứng nhắc và phản kháng của bản ngã trước khiển trách dựa trên tính ích kỷ tự luyến, tự kiêu và sự phù phiếm. Bản ngã tập thể của các quốc gia mang đến sự sụp đổ và diệt vong. Bản ngã không chỉ không có khả năng đánh giá chính xác các tình huống chí mạng, mà thậm chí còn tự nguyện hy sinh mạng sống cho cái chết của nó. Bản ngã do đó có khả năng gây chết người và thà thấy bạn chết còn hơn thừa nhận rằng nó đã sai. Bản ngã che giấu, còn ý thức lục trần. Câu trả lời cho rất nhiều vì thế bản ngã khiếm khuyết có thể được tóm lại trong chuẩn mực thường bị bỏ qua: lẽ thường tình. Ở những cấp độ cao hơn, bản ngã được xem như là một ảo tưởng mà không hề có chút tính xác thực sẵn có. Đi vào gốc rễ, bản ngã là sự ích kỷ tột độ và hoàn toàn thiếu đi nguyên tắc đạo đức. Bản ngã là nạn nhân của chính nó. Với sự xem xét nội tâm nghiêm ngặt, bản ngã bị phát hiện rằng nó chỉ đang đánh trống khua chiêng vì sự vui thích, những trò chơi và khả năng sinh tồn của nó. Còn người thật của bạn thực chất là kẻ thua cuộc. Bản ngã bám víu vào sự đa cảm, thứ liên kết chặt chẽ với vị thế xã hội của nó. Nó vờ như mình không còn lựa chọn nào khác. Phó thác cho Thượng Đế đồng nghĩa với ngừng hướng về bản ngã để tìm kiếm sự an ủi và rung động, để khám phá niềm vui an lạc vô tận, thanh bình. Tìm kiếm bên trong có nghĩa là tìm thấy cội nguồn soi rọi trường tồn của tâm trí. Bản ngã bảo vệ những giới hạn của nó bằng sự chối bỏ tự phụ,
và từ đó trở thành nạn nhân của chính mình. Từ những phân tích ngày càng phát triển, tận dụng những kỹ thuật nghiên cứu tâm thức, có vẻ như bản ngã con người về cơ bản chính là sản phẩm và sự tiếp nối của sự hiện diện của cốt lõi sinh tồn cho sự tiến hóa của động vật. Trái ngược với sự tự mãn của bản ngã, trí tuệ đích thực là một phẩm chất của ý thức, nhận thức và miễn nhiễm với mọi sự công kích bởi bản chất của nó là phi tuyến tính. Tuy nhiên, nó bị sử dụng trong sự biểu đạt dưới hình thức tâm trí bởi bản ngã, thứ mà sau đó trở thành và phục vụ cho động lực sinh tồn của bản ngã. Do đó, bản ngã thực sự dùng tâm trí để ngụy trang và ẩn nấp dưới những gì nó xây dựng. Nhận định này làm sáng tỏ vì sao bản ngã giả dạng thành tôn giáo và việc hủy hoại những sự thật về tâm linh đã trở thành tâm điểm thống các nền văn hóa lớn trong những khoảng thời gian kéo dài với cái chết của hàng triệu người. Sự ngoan cố của bản ngã nguyên thủy trong con người được gọi là cốt lõi tự phụ của tính tự cao tự đại, với mức độ hiệu chỉnh dưới 200, mức tới hạn của sự toàn vẹn, cho thấy sự ngoan cố của tính tư lợi nguyên thủy, bất chấp quyền lợi của những người khác và coi người khác như những kẻ thù và đối thủ cạnh tranh hơn là những đồng minh. Không có gì gây chết người hơn bản ngã bị cuốn theo tôn giáo. Trong khi bản ngã, bản thể thường xuyên đảm nhận sự sinh tồn, cội nguồn thật sự của nó là sự hiện diện của thần linh, hay còn gọi là divinity, như bản thể. Bản ngã chỉ có thể tự duy trì nhờ có sự tồn tại của bản thể. Nó chỉ là kẻ đón nhận năng lượng của sự sống, chứ không phải nguồn gốc cho năng lượng đó như nó vẫn hằng tin. Bản ngã là nhân vật chính trong bộ phim nội tại của cuộc đời một người. Bản ngã thông minh biểu hiện sự vĩ đại bên trong của nó bằng cách tìm cách thay thế thần linh thông qua tuyên bố rằng nó chính là Thượng Đế, hoặc Nero, Caesar, hoặc tự cho mình uy quyền thiên thượng với tuyên bố rằng nó đã được phong thánh và do đó trở nên có quyền lực. Vị thế của bản ngã có đặc tính chối bỏ trách nhiệm và đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài. Sau cùng, phần thưởng của bản ngã là thứ năng lượng nó bám víu vào, bởi nó thiếu niềm vui thỏa từ nguồn năng lượng tâm linh tuôn chảy. Phần thưởng của bản ngã là điều thay thế cho thiên tính. Vì thế, nó duy trì sự thống trị và sự thuyết phục đến từ niềm tin thầm lặng rằng nó mới chính là nguồn gốc của sự sống và rằng nó là Thượng Đế. Tự bản thân bản ngã sẽ không bao giờ tìm kiếm sự cứu giúp. Cơ chế của sự cứu giúp là thông qua ý chí, nơi sẽ mời gọi sự can thiệp của thần linh. Đối với bản ngã, một ham muốn được giải thích như một nhu cầu và một điều phải có. Do đó, nó trở nên hối hả kiếm tìm và thiếu cẩn trọng trong hành động. Những khao khát từ đó leo thang thành sự liều lĩnh và đòi hỏi mọi sự hy sinh, bao gồm cả cái chết của hàng triệu người khác. Nó phải có được những gì mình muốn bằng mọi giá và sẽ tìm hằng hà sa số lý do để biện luận cho chính mình. Nó gạt bỏ lý lẽ với những biện luận thông minh được gia cố bằng việc đổ lỗi và biến người khác thành những kẻ xấu xa. Bởi bản ngã phải thắng bằng mọi giá. Do trải qua hàng triệu năm tiến hóa, nó thực sự đã chết nếu các ham muốn và nhu cầu của ta không được đáp ứng. Bản ngã nhớ rất dai, kèm theo đó là sự củng cố của hàng triệu năm. Cấu trúc của bản ngã là nhị nguyên, và nó chia thực tại hợp nhất thành những cặp đôi tương phản và có vẻ như trái ngược. Những sản phẩm và nội dung của nhận thức bao gồm cả những sự phóng chiếu. Vị thế của bản ngã nhân bản chính nó, bởi phần thưởng thầm kín nhất nó tìm kiếm là bản thân cảm xúc. Bản ngã được thổi phồng hoàn toàn thiếu đi sự kiểm nghiệm thực tế cũng như sự cải thiện bởi lý lẽ, logic hoặc tính thích đáng.
thói nghiện những xu hướng của bản ngã giống như sự say mê, mà khi đó niềm vui thích nảy sinh từ phần thưởng cảm xúc của sự tiêu cực. Vì lẽ đó, những vị thế tiêu cực thường là những thói quen luẩn quẩn giống như cơn nghiện, dựa trên những giả định và sự thu hút cám dỗ bên trong thỏa mãn những nền tảng cơ bản của bản năng động vật. Bằng cách lặp đi lặp lại, cuối cùng chúng cũng chiếm quyền thống trị và kiểm soát, không gì khác ngoài mục đích sẵn có ban đầu của bản ngã tự luyến. Những cấp độ bên dưới mức hiệu chỉnh 200, mức tới hạn của sự toàn vẹn, thường tự nhân bản bởi niềm vui thích cảm xúc mê hoặc đến từ phần thưởng của bản năng động vật của bản ngã. Bản ngã có xu hướng nhắm tới những nội dung cụ thể và tuyến tính của tầm nhìn. Ảnh hưởng của nó lên chính tầm nhìn là chuyên biệt và giới hạn, nhằm tập trung chủ yếu vào khía cạnh gần với vấn đề, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thao túng. Linh hồn hướng đến bối cảnh và sự toàn thể, và do đó có tính bao quát và tập trung vào khía cạnh sâu xa của vấn đề. Tầm nhìn của nó bao trùm thay vì mang tính cục bộ. Trong cuộc sống thường nhật, bản ngã, tâm trí đi từ chưa hoàn thành đến hoàn thành, và sau đó từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Ngược lại, con đường tâm linh là một hướng đi và phong cách đi từ sự hoàn thiện đến sự hoàn thiện, như trạng thái mang tính cách mạng của sự trỗi dậy. Vị thế của bản ngã có tính tương tác và thường đại diện cho một phức hợp. Ví dụ như tháo gỡ sự giận dữ có thể cần đến sự tự nguyện quy hàng sự tự kiêu nằm sâu bên dưới cơn giận đó. Tiếp sau đó lại phụ thuộc vào việc loại bỏ một mong muốn. Điều này đồng nghĩa với loại bỏ khởi nguồn của ham muốn là nỗi sợ, thứ một lần nữa liên quan tới xóa bỏ những tổn thất không có thật, và cứ tiếp diễn như vậy. Những động cơ thúc đẩy nhờ vậy mà đang xen chồng chéo và cùng tương tác với nhau, và hành động đầu phục này dẫn tới các cấp độ tiếp theo, thứ bao gồm sự hai mặt. Do đó, những tầng sâu hơn thường làm dấy lên niềm tin về Thượng Đế, sự kỳ vọng tâm linh được lập trình và hệ thống niềm tin. Vì thế, thực hành tâm linh đi vào sự khám phá vượt xa những khái niệm của tâm trí, ví dụ như nhân quả. Sự tồn tại của bản ngã phụ thuộc vào sự bại trận của sự thật, bởi nó dựa dẫm vào liên minh với những điều giả dối. Điều trước hết, sự thật tâm linh thách thức việc bản ngã tự cho nó quyền thống trị. Bản ngã nghiện cảm giác nó luôn đúng. Chính trị là một ví dụ. Một mục tiêu phổ biến của bản ngã là trở nên đúng. Vì vậy, nó là cốt lõi cho phần thưởng của sự ngay thẳng. Bạn có thể đúng mà không cần ngay thẳng, và bạn có thể ngay thẳng mà không hề đúng. Bản ngã chỉ tập trung vào một thứ, kẻ trải nghiệm, thứ được lập trình để tìm kiếm niềm vui thú và sự sinh tồn thông qua những gì nó giành được. Nó xem hạnh phúc như một điều để đạt được, sở hữu và sát nhập. Do đó, kẻ trải nghiệm được lập trình để có được. Chức năng của kẻ trải nghiệm là có được niềm vui thú và sở hữu nó. Nó không mảy may bận tâm đến linh hồn, trừ khi nó đột nhiên trở nên hướng về tâm linh. Khi đó, mục tiêu của nó chuyển đổi và nó khám phá ra rằng cội nguồn của niềm vui hoàn toàn nằm bên trong. Khi nó nhận ra nguồn gốc của niềm vui thích bất tận là chính bản thể, và không phải là bản thể nhỏ bé, kết quả là nó độc lập với thế giới. Sự hài lòng đến từ những khao khát của bản ngã nằm trong lãnh địa tuyến tính. Hạnh phúc thực sự khởi sinh từ sự không tuyến tính. Với việc từ bỏ phụ thuộc vào kẻ trải nghiệm để có được niềm vui thích và hạnh phúc, một người nhận ra rằng nguồn gốc của hạnh phúc là bản thân sự tồn tại của người đó, và nhận thức về bản thể, tự chính nó đã là hạnh phúc. Hãy để ý rằng khía cạnh trải nghiệm của bản ngã
luôn sẵn sàng bòn rút lợi ích từ những hiện tượng nó chứng kiến, cho dù chỉ để khẳng định thực tại của nó chính là bạn, đối nghịch với giả định về một cái tôi cá nhân. Bản ngã miễn cưỡng chấp nhận rằng các hiện tượng mở ra liên tiếp là độc lập và phi cá nhân. Nó luôn sẵn sàng nhảy vào để áp đặt một cảm giác, thứ luôn là cách bản ngã biểu lộ góc nhìn hoặc vị thế, ví dụ như một nhận định hoặc ít nhất là một sự sai khiến nhằm tuyên bố rằng bản thân nó là thiết yếu với nhân dạng và cảm nhận về hiện thực của một người. Ngừng đồng hóa việc trải nghiệm với hiện thực của một người là một sự thay đổi lớn từ nội dung mang tính hai mặt sang bối cảnh nhất thể, và do đó chuyển từ cái tôi cá nhân sang bản thể. Bản ngã không phải hiện thực sự thật hay nguồn gốc của cuộc sống hoặc sự tồn tại, và vì thế nó yếu ớt trước sự tan rã. Nó là những gì nguyên thủy nhưng không nhất thiết mang tính thống trị. Nó chỉ chiếm ưu thế cho tới khi những phẩm chất ảo tưởng của nó bị lột trần. Bản thân cơ thể không phải là thứ ta trải nghiệm, mà là cảm giác của cơ thể. Do vậy, ý thức về cơ thể chỉ đơn giản là tổ hợp các cảm giác được phần soma của não bộ ghi lại và thông qua chức năng của neuron thần kinh tái lập lại hình ảnh cơ thể. Sự ràng buộc với cơ thể thực chất là với các cảm giác và sự chồng chất các khái niệm của tôi, những gì là của tôi và bị kiểm soát bởi tôi, hẳn phải là những gì thể hiện tôi là ai. Sự đồng hóa với cơ thể là hậu quả từ những định vị của bản ngã. Để tách rời khỏi sự đồng hóa bản thể với cơ thể, cần nhìn nhận cơ thể như là nó thay vì là tôi. Cảm nhận về chúng ta là ai chủ yếu là sự đồng hóa với cơ thể, tính cách và cách não bộ xử lý, đi kèm với các khoản đầu tư cảm xúc. Ta có thể hình dung và tính toán trong tâm trí xem bao nhiêu phần của cơ thể và cảm giác của cơ thể có thể bị mất đi nhưng vẫn giữ lại cảm nhận về cái tôi. Nó trở nên rõ ràng rằng cái tôi dựa trên trải nghiệm đó có một cơ thể nhưng không phải là cơ thể. Cốt lõi tự luyến của bản ngã liên kết chặt chẽ với việc phải là người đúng, cho dù đúng có nghĩa là đồng tình với tri thức hoặc chối bỏ và coi nó như không xác đáng. Bằng sự khiêm nhường, một người tìm kiếm nghiêm túc khám phá rằng chỉ với tâm trí, cho dù có học thức tới đâu, cũng không thể giải được tình trạng khó xử của việc làm thế nào để làm sáng tỏ và xác nhận sự thật. Điều sẽ cần đến các trải nghiệm chủ quan cũng như các tiêu chí có thể xác minh khách quan để khẳng định. Có một phần thưởng và sự thỏa mãn bí mật trong việc trở thành nạn nhân, một người tử vì đạo hoặc kẻ thua cuộc. Như Freud đã phát hiện, cảm giác tội lỗi khiến bản năng thú vật trong con người bị đè nén và sau đó áp đặt lên những người khác hoặc lên một vị thần có những phẩm chất khuyết thiếu như con người. Trong lịch sử, nghịch lý thay khi con người sợ hãi chính sự phản chiếu của mình và khiến thần linh bối rối bởi những mặt tối bị đè nén trong bản chất của họ. Bản ngã bị tan rã không bởi sự tự ghét bỏ bản thân bị vạch trần, không gì khác ngoài một biểu hiện của bản ngã, mà bằng sự chấp nhận và thấu cảm nhân từ và phi đạo đức xuất phát từ việc thấu hiểu bản chất và nguồn gốc thực chất của nó. Hãy ghi nhớ rằng tinh thần của con người giống như phần cứng của một chiếc máy tính, thứ chấp nhận một cách ngây thơ bất cứ phần mềm nào nó đã được lập trình. Điều này đã được Socrates trình bày như là mọi hành vi sai trái đều không có chủ ý, bởi con người luôn chọn những gì anh ta nghĩ là tốt cho chính mình. Con người chỉ đơn giản nhầm lẫn rằng điều gì thực sự là nguồn gốc của cái thiện và niềm hạnh phúc, và do đó nhầm lẫn lựa chọn các ảo tưởng bên ngoài thay vì sự thật. Thay vì phỉ báng bản ngã và đắm chìm vào cảm giác tội lỗi, xấu hổ và tự ghét bỏ, hãy chấp nhận nó như nó vốn là, trân trọng những giá trị lịch sử của nó và đón nhận nó như một con vật nuôi ngây thơ
sẽ hiệu quả và dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta có thể chấp nhận rằng, tất nhiên là bản ngã thèm khát có được nhiều hơn, có được những lợi thế, sự tham lam và những điều tương tự. Chỉ bằng cách kỳ vọng nó là như những gì nó đang là, bản chất của nó có thể được chấp nhận và chuyển hóa. Bản ngã chỉ đang làm những gì nó đã được huấn luyện để làm qua hàng thiên niên kỷ, và nó vẫn nghĩ rằng sự sống còn của nó phụ thuộc vào sự bám víu và vận hành của những sự lập trình. Do có sự tiến hóa, những lập trình này hiện đã trở thành phản đề cho những ý niệm của một người có đạo đức ngày nay, hoặc của những người tìm kiếm tâm linh nghiêm túc. Trong quá trình tiếp cận bản ngã, cần nhớ rằng bản ngã sống nhờ và bị mê hoặc bởi năng lượng của sự tiêu cực đến từ nỗi đau, sự khổ sở, thù hận và tội lỗi, đến mức nó trở nên ám ảnh, nghĩa là bị nghiện. Nó âm thầm nuôi dưỡng những mật ngọt thu thập được từ việc là kẻ tử vì đạo hoặc là nạn nhân, và nó yêu thích sự thù hận, cảm giác luôn đúng và trả thù. Mức độ ý thức của bản ngã được đo lường dựa trên khả năng tận dụng các phẩm chất của sức mạnh, dù cho chúng đến từ cảm xúc, tri thức hay thể chất. Do vậy, cởi bỏ bản ngã không xảy ra do sử dụng lực đối lập của đạo đức hay cảm xúc, mà bằng cách sử dụng sức mạnh của chính bản thân sự thật. Cơ sở căn bản của sự bền bỉ, của tính tiêu cực, chính là phần thưởng bí mật từ sự tiêu cực, nghĩa là mật ngọt. Phần thưởng bí mật này là nguồn gốc năng lượng duy nhất của nó, nên nó nhìn nhận sự tha thứ cũng như sự nhân từ như là kẻ thù. Bản thể không chỉ đồng hóa với tâm trí, mà còn với tất cả những gì chứa đựng trong đó, thứ trở thành ký ức của tôi, cảm nhận của tôi, suy nghĩ của tôi, cảm xúc của tôi, tài sản của tôi, thành công của tôi, thất bại của tôi, kỳ vọng của tôi, cảm giác của tôi. Và cứ như vậy, sự đồng hóa tự cho mình quyền làm chủ và làm tác giả. Vì vậy, bản ngã nhìn nhận và tin rằng chính nó là một cá thể nhân quả riêng tư, tách biệt, và suy từ đó nguồn gốc cho sự tồn tại của bản thân nó. Bản chất của cách nguyên sơ nhất mà bản ngã của con người được xây dựng là một sự ngây thơ nội tại. Trong đó nó tin vào hiện thực hoặc sự thật từ chính những lập trình của nó, và không ý thức rằng nó thiếu khả năng nội tại để tự sửa chữa. Căn nguyên cho sự thiếu hụt khả năng xác minh cố hữu của bản ngã là các dữ liệu của nó bị giới hạn chỉ trong hệ thống xử lý nội bộ. Các cơ chế bên trong của bản ngã không có bất cứ nguồn tham khảo độc lập bên ngoài nào cho quá trình xác minh. Với lòng thương xót, một người sẽ nhận ra rằng cấu trúc của bản ngã được xây dựng theo cách khiến nó không thể biết được những gì vượt ngoài sự hiểu biết của nó. Không có bất cứ một thời gian biểu hoặc con đường quy định nào để đến với Thượng Đế. Mặc dù con đường của mỗi người là riêng biệt, những gì cần trải qua đối với tất cả mọi người tương đối giống nhau. Công việc cần làm là khắc phục và vượt thoát những thiếu sót thông thường của loài người, vốn là cố hữu trong cấu trúc của bản ngã con người. Ta muốn xem những thiếu sót này mang tính cá nhân. Tuy nhiên, bản thân bản ngã không mang tính cá nhân. Nó đi kèm với việc trở thành một con người. Các chi tiết chỉ khác nhau dựa trên những nghiệp quả từ quá khứ. Sự phù phiếm của bản ngã ở cấp độ tự kiêu là vô tận và huênh hoang trong ảo tưởng vĩ đại của nó, rằng nó có thể bác bỏ sự tồn tại của Thượng Đế. Nhận thức chỉ là những giả thiết ngôn ngữ trói buộc vào những biểu tượng tuyến tính, những nội dung bị giới hạn của bộ xử lý của tâm trí. Việc cho rằng nó có bất cứ hiện thực khách quan thật sự nào hoàn toàn là một giả định mang tính chủ quan. Bằng những nỗ lực tâm linh, một người nhận ra rằng họ chính là người bị giam cầm và là một nạn nhân của cái bẫy giả dối tinh vi của bản ngã. Tất cả những bậc thầy vĩ đại đã nói rằng khiếm khuyết lớn nhất của con người là sự không biết.
hay còn gọi là ignorance. Các nghiên cứu đã hé lộ rằng nền tảng sâu xa của sự thiếu hiểu biết này là do những hạn chế của cấu trúc bên trong của chính bản ngã, như hậu quả của quá trình tiến hóa tâm thức đang diễn ra. Bên trong con người không chỉ có sự tiến hóa về khả năng xử lý và giải nghĩa dữ liệu tuyến tính, mà còn sẵn có cả năng lượng phi tuyến tính của ý thức, nhận thức, thứ được gọi là tâm linh, bởi nguồn năng lượng này là phi vật chất và không thể bị định nghĩa bởi những khái niệm tuyến tính. Điều này cũng mang tính tiến hóa trong sự phát triển của loài người và được gọi là linh hồn con người. Đặc trưng của nó là sự xuất hiện của cơ thể năng lượng phi vật chất, hay còn gọi là thinh không, nơi sự sinh tồn và tiến hóa xảy ra độc lập khỏi cơ thể vật lý. Do đó, linh hồn liên quan tới khía cạnh bản chất và lý lẽ liên quan tới hình thái và định nghĩa tuyến tính. Từ quá trình tiến hóa phát triển của bản ngã, niềm tin là một nhu cầu sinh học cho sự sinh tồn được xây dựng như là cảm nhận về bản thân vào cấu trúc căn bản của bản ngã. Khả năng ý thức và trải nghiệm bản thể là một đặc tính nhận thức có tri giác thuộc về động vật. Vì vậy, nhân loại đã sống nhờ niềm tin. Một cách ngây thơ, bản ngã đặt niềm tin tuyệt đối của nó vào cái lõi tự luyến của chính mình, ví dụ như nhận thức và ý kiến. Từ đó hình thành tự do ý chí và chủ quyền như một người phán xử của hiện thực. Bản ngã mù quáng trước những giới hạn của riêng mình dựa trên những tác dụng của cấu trúc và nguồn gốc của nó. Tính chủ quan của sự thật được phơi bày, ngăn cản mọi sự cân nhắc hoặc những điều không chắc chắn bắt nguồn chỉ từ bản ngã. Khi bản ngã sụp đổ, mọi sự tranh cãi đều dừng lại và bị thay thế bởi sự tĩnh lặng. Nghi ngờ chính là bản ngã. Thực tế, tâm trí không thể chứng minh được một mệnh đề, không có nghĩa rằng mệnh đề đó là sai. Đây chính là cạm bẫy của người vô thần, bởi tâm trí không thể biết điều gì là thật. Nó đồng thời không thể bác bỏ nó, bởi điều đó có nghĩa là nó sẽ rơi vào nghịch lý và chứng minh điều ngược lại. Bản chất tự luyến của bản ngã vô thức và ngây thơ cho rằng mình toàn năng và vì vậy thiếu đi sự khiêm nhường cần thiết để chạm tới sự thật cao hơn. Ngược đời thay, tính vụ lợi cá nhân của bản ngã thu nhận được lợi ích khi nó bắt đầu nhận ra rằng sự vị tha có một ưu thế vô cùng to lớn. Khi nó học được lợi ích của việc buông bỏ những mục tiêu ích kỷ, chính bản ngã trở thành một bệ phóng cho sự tìm tòi tâm linh và phương thức đến với sự vượt thoát của riêng nó. Nhận thức được rằng tính khiêm nhường là sức mạnh chứ không phải yếu điểm, và rằng đó là trí tuệ chứ không phải sự ngu dốt. Sự sẵn sàng tha thứ và lãng quên rung động ở tần số 450, nghĩa là lý lẽ, logic. Sẵn sàng tha thứ và đầu phục Thượng Đế rung động ở mức 540, nghĩa là tình yêu vô điều kiện. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.